Rồi đề ơi. Rồi sao đem đi? Cái xe máy dục nhà rồi. Xe máy dục ở nhà rồi sao đem đi? Hai thầy trò cũng nhiều chuyện ghê luôn á. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Tài Vlog của mình. Chào mọi người, mình là cameraman Duy Hí đây. Ok, hôm nay anh em mình sẽ đi đổ dầu anh em ơi. Đổ dầu để cái gì đây? Ok, mới vừa có cuộc gọi mọi người ơi. Ok, bây giờ anh em mình sẽ chạy đi đổ dầu. Xe hết dầu rồi. Chạy đi đổ dầu để ngày mai đi lấy cam bán tiếp nha mọi người. Từ nhà mình mà chạy lại cái dầu nó cũng sát bên à. Ok, giọt. Ok, coi gì nha. Ây da. Ai. One is hai. Ok, mở lạnh lên. Về ra thôi, xe của mình á thì đậu trong nhà nha mọi người. Ai da. Về một phần á, thì mình giao cho anh em bán, một phần mình bán lẻ luôn đó. Thì nói chung á, là hiện tại bây giờ mình đang tạo công ăn việc làm cho tất cả những anh em nào mà ở Cà Mau á, mà đang không có nguồn thu nhập, mà đang không có việc làm á, chỉ cần anh em có một chiếc xe thôi, chỉ cần anh em có một chiếc xe Honda thôi, với anh em mua một cái lò nó có trăm mấy chục ngàn à đó. Rồi alo cho mình à, mình sẽ cung cấp cam cho anh em bán nha. Anh em chạy đi một vòng bán khoảng từ 2 tiếng đồng hồ thôi là anh em kiếm mấy trăm ngàn, chuyện bình thường đó. Mình sẽ giao hàng cho anh em bán miễn phí luôn nha, miễn phí luôn. Anh em cứ lấy bán và chiều lại thì anh em bán hết thì anh em lại anh em trả tiền vậy thôi. Anh em không cần bỏ vốn gì hết. Ok không? Im không? Im. Quá im luôn ha. Cho một cái xe máy này cho cũng lấy đem đi bán luôn á. Đúng rồi, chạy một vòng có 2-3 tiếng đồng hồ thôi là về kiếm mấy trăm ngàn ngọt sớt. Nhiều khi á, mình chạy xe ôm á, mình đậu từ sáng đến chiều luôn kiếm 200 ngàn á. Gãy xương sống luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Còn cái này á, mình chỉ cần có chiếc xe máy sẵn thôi, mình không cần phải chạy xe ôm nữa. Lại đây lấy khoảng 50 ký cam mình đi bán à. Chạy một vòng ngày chạy bán 100 ký thôi, anh em kiếm 400-500 ngàn là chuyện bình thường. Sao nay có vẻ xe nó im im sao chú? Tại chạy cái đường này nó im nè. À đây đây cái dầu này. Mấy bây giờ mình đổ dầu xong mình chạy đi chơi luôn đi ha hai ta. Nhưng mà nếu mà muốn đi chơi mà khóa cửa chứ. Ừ ha, cửa mình chưa khóa nữa. Ấy ông nãy cho khóa cửa là đi luôn được. Như kỳ vậy, hết dầu rồi. Ooh.
qua kia luôn. Tới luôn, nữa con. À, dầu bên đây. Rồi, ok. Lỡ rồi chú. Độ bao nhiêu? 5 sợi. Đổ em 500 dầu anh ơi. Cái nằm bên này. Wow. Để em chạy, để em chờ. Rồi để cho nó bơm đi. Bơm bơm từ từ thôi. Nó phúng ra á. Lật lên á, lật cò lên cũng được. Lật cò lên cũng được. Rồi không biết bơm rồi. Bơm mà. Biết không? Không được rồi. Vô không? Anh có nhận lính bơm dầu không, cho nó lại bơm dầu luôn đi. Này nó bị ngộp quá. Ngộp quá hả? Cái nắp dầu này nó bị ngộp quá. 5 sỉ. Tiền trao cháo mốt 500 ngàn là mình được nhiêu lít ta? Cứ nhìn đi biết. Chắc 30 lít luôn. Không tới. Không tới 30. 25 lít. 24 lít. 23 lít bà. Biết khóa không? Biết khóa không? Phải không, phải không? Đúng. Đúng chưa, mở ra được không? Được, không được, mở ra không được là được rồi đó. Ok, vậy được rồi. Cũng biết đổ dầu với người ta rồi chứ. Mai mốt là từ từ. Từ từ anh sẽ chế một cái thắng thắng phụ bên đó đó. Rồi mai mốt mình sẽ chế một cái thắng phụ bên đó đó mọi người, để mình dạy lái cho anh em. Trước mắt là dạy lái cho caramel Duy Hí trước nè. À, mình sẽ dạy lái cho anh em nha. Dạy lái cho anh em miễn phí. Còn thông số mọi thứ trên xe mình biết hết rồi nha mọi người. Nhưng mà không, bây giờ mình chạy đi uống cà phê luôn đi ha. Thôi về khóa cửa trước khi tính. Ừ. Về khóa cửa đi, mình chạy lên cầu số 4 á. Đây nó cầu số 4 mình uống cà phê. Giờ rảnh này, giờ rảnh này không làm gì, giờ ngày mai cái lượng cam mới về mọi người ơi. Anh em nào mở vòng vòng mà cầu số 3 số 4 này thì lại đây ủng hộ cam của anh em mình nha. Anh em nào ở gần gần cầu số 3 số 4 này muốn kiếm thêm việc làm, muốn kiếm thêm thu nhập thì hãy alo cho anh em mình. Mình sẽ giúp đỡ cho anh em kiếm thêm thu nhập nha. Anh em không cần phải bỏ vốn, bỏ liếng gì hết. Như nãy mình nói đó, chỉ cần một chiếc xe máy thôi, anh em sẽ có kiếm một ngày vài trăm ngàn. Từ 300 đến 400. Nếu như anh em bán giỏi thì có thể kiếm 500, 600 đó. Nhường cho chiếc này qua đi. Qua đi, qua đi. Chạy xe là nếu như mà mình cảm thấy mà mình không chạy thì mình hãy nhường cho người khác chạy nha, chứ đừng có mà chạy mà lấn người ta, hoặc là không nhường là không được. Không nhường mà sẽ gặp hậu quả giống như một cái clip hôm bữa mình xem trên Facebook á. Đó là một cái anh xe ba gác à. anh chở dứa hay dừa gì đó không biết nữa à. Chắc núi cao lắm. Anh chạy mà không nhường đường, mấy xe sau mà cứ ra cái giữa đường vậy mà chạy nè. Xe ngược chiều tới con ngoài né mà xem nửa xuống lè mà. Nên là có một anh xe tải màu đỏ tức quá nên là phải phóng lên và ép ảnh lao thẳng xuống ruộng luôn, là coi như mọi thứ nó đổ bể hết trơn rồi. Đó là một cái kinh nghiệm xương máu, cái sự con người đó. Nói chung là à, cái clip đó bữa hổm có coi rồi chưa? Coi rồi à. Lý
clip mà chở nguyên xe dừa mà lọt xuống mương đó phải không? Đúng rồi, xe bán tải nó tức quá lên chạy lên xong nó ép rồi nó bay thẳng xuống dưới ruộng luôn đó. Xe nó ngã lật rồi đồ nó rớt ra hết. Không mấy chú đầu bên này đưa chỗ qua nó phát cửa cái xong rồi. Hay là đi xe máy. Alo. Trời ơi, công ty tài chính tối ngày điện hoài luôn à. Quay cho anh gửi chiếc xe nha. Giờ bữa nay đi uống cà phê bằng xe tải luôn mới ghê chứ. Ok. Giọt thôi. Thì mà nói luôn cái là đi luôn rồi chứ chung. Mới mua. Anh em ở Cà Mau mà ai có ai muốn thuê xe tải nhỏ mà chở hàng liên hệ với mình nha anh em ơi. Liên hệ với mình. Ví dụ như mà những cái cơ sở, ví dụ như mà trang trí nội thất á, hoặc là những cái cơ sở mà đang kinh doanh á, thì thuê xe mình chở thì sẽ được mình quay quảng cáo hết luôn nha mọi người. Quảng cáo được free nha, nhưng mà cái tiền nhận chuyện là không free được nha. Thì sẽ được mình quay quảng cáo luôn đó. Thì mọi người thuê xe mình chở nó có cái lợi ích như vậy nè. Mọi người thuê xe khác chở thì nó cũng thí dụ như nó cũng đồng giá là 250.000, nhưng mà thuê xe của bác tài vlog chở chỉ thì 200.000 thôi. Vậy cũng đồng giá, nhưng mà mọi người sẽ hưởng được cái là phí quảng cáo. Mọi người sẽ hưởng được cái quảng cáo miễn phí đó. Thì nói chung là chở hàng của công ty nào, của cơ sở nào thì mình cũng sẽ làm clip hết, mình quảng cáo, mình đưa lên YouTube hết đó. Thì thuê xe của bác tài vlog chạy là được cái quảng cáo miễn phí nha mọi người. cho nên là anh em nào mà ở khu vực Cà Mau rồi đó, anh em nào ở khu vực Cà Mau thì hãy liên hệ với mình nha. Còn nếu không liên hệ được thì có thể liên hệ qua số điện thoại mình. Số điện thoại của mình là 0715 0769 915 614. Nếu không điện được thì có thể điện qua số mình nha. Bữa nay anh em chạy xe tải đi uống cà phê luôn mới ghê chứ. Ủa, cái nó không có hiểm á. Kệ nó. Cái mà mình sẽ từ từ có tiền mình sẽ độ lại cái thắng phụ. Khi mà độ lại cái thắng phụ rồi á thì cái người duy nhất mình dạy đó là camera man Di Hí nè. Mình sẽ dạy cho camera man Di Hí biết lái xe luôn. Biết lái xe luôn, rồi chừng nào biết lái xe xong rồi bắt đầu có tiền rồi bắt đầu đi học. Học bằng lái rồi có bằng lái sẽ được lái tự do ngoài đường. Ừ. Học xong có bằng lái rồi bắt đầu có nghề nghiệp ổn định rồi, phải không? Anh em nào á mà đã học bằng lái nhưng mà cái tay nghề của anh em còn yếu còn kém thì anh em alo mình sẽ bổ túc cho anh em nha, bổ túc tay lái cho anh em. Nói chung á 20 mấy năm trong nghề rồi, kinh nghiệm thì cũng đầy mình này. Nói chung á là nó không có hơn ai hết nhưng mà đủ để hướng dẫn cho những anh em tài mới. Phận huyện Thới Bình. Cầu này là cầu số 3 nha mọi người. Cầu số 3, cái đường này là đường
lộ 63. Cái hướng chạy thẳng thì mình sẽ về thị trấn Thái Bình, Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Đường này thì cũng chạy thẳng qua Miệt Thứ luôn. Ủa Miệt Thứ là đâu? Thứ là thứ 11, thứ 7, thứ 3 đâu đó. Miệt Thứ là của thuộc tỉnh Kiên Giang. Bạn mà anh kêu mình làm cái clip đi tour bằng xe tải này xuyên Việt, nhưng mà cho thấy nó hơi lạ lắm. Hơi lạ à? Ừ, tại sao là phải đi tour bằng con xe này? Cũng được đó, thấy cũng được đó, nhưng mà hơi tốn tiền. Nó hơi tốn kém mọi người ơi. Bây giờ mình quay đầu lại. Quay đầu lại mình uống quán cà phê này nè, đậu ở đây cho nó đỡ, đậu bên này đi chú, đỡ nắng, đậu đây cho đỡ nắng cái xe. Ok rồi, xuống cà phê thôi. Đây là cái không gian quán cà phê nè anh em, tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Cho anh ly phê đá đi, em cho nó ly trà đá đi. Nó không biết uống gì đâu, cho nó ly trà đá đi. Về kêu lẹ cho người ta làm, người ta chờ lâu kìa. Nào uống đấy, chả nghe. Ok. Ừ. Giờ chơi theo kiểu Mỹ không ai bao ai, nhưng nào uống đấy chả. Cũng chơi kiểu Mỹ nhưng mà là kiểu Mỹ Đình. Mỹ Đình đấy. Giờ chơi gì thì nào uống nó trả gì nó mới vui. Là chơi kiểu Mỹ lên kiểu. Đây là cái không gian quán này nha mọi người. Ở trước cửa quán là có một cái ruộng lúa cực kỳ là đẹp luôn nè mọi người. Trồng cái xe tải đó nè. Một chiếc xe tải đang đậu cực kỳ là đẹp luôn. Phát ra thai đây đây. Rồi em gái bưng nước dễ thương nữa nè. Mật khẩu đó xong thấy sao? 0909 nữa hả? Dạ. Với em tên gì? My. My hả? Dạ. Trời, trời, tên cũng đẹp nữa ông nội ơi. My chắc 18 quá. Dạ, 21. Ý. Ủa hả? 21 tuổi, 21 tuổi. Lớn hơn mình 3 tuổi. 3 tuổi hả? Lái máy bay được không? Được. Được luôn. Được. Trời, 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 trời. Duy Hí thì kêu ly cái gì? Trà tắc. Trà tắc. Trà tắc. Còn mình thì trà này thì khá là nhiều người ưa chuộng. Còn mình trẻ Gen Z thôi. Còn mình thì ly phê đá nha mọi người. Nói chung là hôm nay hai chú cháu đi uống cà phê dạng như là chạy xe tải, uống cà phê dạng như là ăn mừng, ăn mừng bán hết cái lô cam 500 kg. Cái lô cam đầu tiên về người ta khen quá trời khen luôn, nhưng mà mình về quá nhiều tại vì mới lần đầu tiên bán với mà chưa có tay em gì hết, cho nên là bán nó hơi chậm, nhưng mà bây giờ cũng ra hết được 500 kg. Anh em đi ăn mừng nha. 0909. Ok, sau một thời gian chú cháu ngồi uống cà phê xong thì nó cũng đã phê rồi. Bây giờ mình chạy về thôi. Ủa sao không để máy được hả? Ừ, để mấy mã nó phóng đi cái là tiêu luôn nè. Ủa ngồi ê,
Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Hình như ngựa không đúng chiều. Ê, ê đụng ngựa. Cọc bình nó bị hở ông nội ơi. Cọc bình nó bị hở rồi. Cọc bình bị hở nó không lên điện rồi. Rồi đề ơi. Xin phép mọi người tắt cam một xíu nha. Không có tắt được. Rồi xong luôn rồi. Hai thầy chỗ uống cà phê. Mà bây giờ chiếc xe uống cà phê xong chiếc xe nó đề không được. Ấy chà. Đề không được. Chứ cháu mình tắt cam một xíu để chần giật cho cái này xíu. Khi chà. Xong mình sẽ thông báo lại cho mọi người biết ha. Chà chà. Chà. Hay dạ. Căng rồi đà. Căng à, căng à. Đèo lên. Đèo lên. Mày về chơi. Ok mọi người. Chắc có lẽ là mình xin kết thúc video tại đây thôi. Bây giờ cái cọc bình nó bị hở, nó không có điện. Bây giờ phải đem cái cọc bình đi cho nó gắn lại mới được. Rồi sao đem đi? Rồi sao đem đi? Cái xe máy giục nhà rồi. Xe máy giục ở nhà rồi sao đem đi? Hai thầy trò cũng nhiều chuyện ghê luôn á. Hồi nãy chiếc xe máy ở nhà không lấy xe máy đi mà lấy xe tải đi mới ghê chứ. Cái đó là do chú mà. Chú nói cầm đi chứ giờ hai chú cháu kẹt đây luôn à. Thôi kết thúc video tại đây thôi, hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Bye bye.